Sau khi ném vỡ kính xe ô tô, ba thiếu niên ở tỉnh Hưng Yên bỏ chạy và bị tai nạn. Cả ba thiếu niên đều chưa có giấy phép lái xe. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an địa phương này hoàn thiện hồ sơ, củng cố chứng cứ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Vào tối ngày 2 tháng 8, tại khu vực huyện lộ 63, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Quy, 17 tuổi, điều khiển chở theo sau Nguyễn Duy A, 13 tuổi và Nguyễn Thái S, 14 tuổi, cùng trú tại thôn Bình Lăng, xã Thiền Phong, huyện Ân Thi, rủ nhau đi ném gạch vào xe ô tô. Sau khi ném vỡ kính lái của xe ô tô biển số 89A24526, cả ba bỏ chạy. Ô tô truy đuổi theo, tông vào đuôi xe máy. Vụ va chạm khiến Nguyễn Văn Quy bị thương và đang điều trị tại bệnh viện. Xe máy không biển số bị hư hỏng nặng.